có ba tạng: tạng kinh, tạng lực và tạng tạng lực. Và cái tạng lực này có một cái tên khác gọi là tạng vi diệu diệu pháp. Và cái tạng này theo lịch sử thì vào cái hạ thứ bảy, trong cuộc đời Đức Phật thì ngài có 45 hạ, thì cái hạ thứ bảy đó Đức Phật ngài Phật mẫu là ai không? Là người sanh Đức Phật đó. Thì sau khi hoàng hậu Ma Gia mà sanh Đức Phật xong, 7 ngày sau bà băng hà, đúng không nè? Bà băng hà thì bà mới sanh về cõi trời Đấu Sức, là cái cõi trời hạnh phúc nhất trong 6 cõi trời. Cái cõi trời mà những chị mà sắp sửa xuống trần gian thành Phật cũng nữa đó, cũng như Đức Phật của chúng ta trước khi ngài giáng trần, ngài là Bồ Tát tên là Xê Tát Cát Túc, tức là thanh âm là Bồ Tát Hộ Hộ Minh. Rồi cái cõi trời này tại sao lại cõi trời được xem như hạnh phúc an lạc nhất ở trong 6 cõi trời? Lúc bấy giờ Đức Phật ngài sau khi giác ngộ rồi thì xã hội lúc đó người ta cũng cho Đức Phật là một cái con người mà được xem như là bất hiếu, tại bỏ cha mẹ đi tu, bất nhân bất nghĩa. Đại khái là nói Đức Phật là thiếu trách nhiệm dữ lắm, tức là làm vua thì không thể làm vua, mà không ở nhà nói cha mẹ vợ con mà lại bỏ đi tất cả. Thì Đức Phật thì miệng đời thì nói gì nói, nhưng mà ngài làm theo cái lý tưởng nguyện vọng phổ độ chúng sinh. Cho nên quý vị thấy, chúng ta thấy thật sự ra không phải là người bất hiếu. Vì sau khi giác ngộ rồi trở về hoàng cung 2 lần độ vua cha, và sau đó ngài xem xét coi cái người mẹ của ngài ở đâu để ngài tiếp tục độ. Thì sau khi quan sát thì biết mẹ của ngài ở trên cõi trời Đấu Sức, thì Đức Phật ngài mới lên cõi trời Đạo Lợi nhập một hạ theo thời gian của nhân loại là 3 tháng. Thì lên trên đó thì khi mà Phật mẫu biết Đức Phật lên cõi trời Đạo Lợi thuyết pháp, thì Phật mẫu từ cung trời Đấu Sức mới đi xuống. Ở đây thì có nhiều người nói tại sao Đức Phật ngài không lên thẳng cõi trời Đấu Sức mà ngài thuyết pháp độ Phật mẫu luôn, mà ngài lại là cái cõi trời Tam Thập Tam Thiên 33 vị thanh niên, trong đó có một vị lãnh đạo đó là vua trời Đế Đế Thích. Thì cái ông này là ông là đệ tử của Đức Phật. Ông ngộ pháp xong thì ông về cõi trời của ông, thì ông cũng thiết lập một cái giảng đường ở trên cõi trời Đấu Sức. Thì kinh Diệt Đà nó có một cái giảng đường, cái giảng đường đó là để ông ta ngồi nói pháp những cái gì mà ông ta học từ Đức Phật. Thì ông ta nhắc nhở các vị thiên chúng rằng đó là mình nên nhớ là mình lên trên cõi trời này, mình được sanh về cõi trời này là thật sự là mình là người có phước lắm. Nhưng mà mình có phước thì mình đừng có dễ vui, bởi vì mình hưởng cái ngũ dục đó. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, mình có tận hưởng đến cỡ nào đi nữa rồi nó cũng hết, chứ cái kết quả của nó cũng không có lợi ích gì. Và nhắc nhở chư thiên chúng rằng là phải lo tu hành chứ bớt để dễ vui. Thì chúng tôi thường hay nói rằng là mình cũng vậy. Mình người ta nói rằng là khi mình thì mình phải xét rằng là kiếp trước có tu mới được giàu. Nhớ vậy. Kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Thì mình thường nhắc nhở mình đó là hôm nay mình được sanh làm người nè, là cái người mà không có đói khổ, phải không? Có nhiều người bây giờ đói khổ vui, không có ăn, không có mặc, thiếu thốn đủ thứ. Còn mình bây giờ mình sanh lên quá đầy đủ, đặc biệt là được sanh qua cái đất nước này nữa. Thì bây giờ mình biết là kiếp trước chắc mình cũng có tu, tức là có tạo phước đó. Chữ tu ở đây không phải là xuất gia tu, mà tu ở đây là tu phước, tu giới, tu định, tu huệ. Tức là mình có làm thiện là tu đấy. Thì bây giờ mình mới hưởng phước. Thì bây giờ mình hưởng phước thì mình phải tiếp tục mình thọ phước. Cái cách quán gì thì thường hồi đó các vị chư thiên thì họ sanh về cõi trời thì họ hay quán là có cái nhân gì, duyên gì mà họ được sanh về đây. Thì họ biết rằng khi mà họ làm kiếp người, họ thường hay làm việc thiện, họ thường làm những cái điều phước báo nhờ cái
phước báo đó, điều thiện đó mà họ sanh về chư thiên. Cho nên chúng ta nên nhớ một câu trong đầu rằng là bố thí sanh thiên, hành thiện giải thoát. À, tại sao chúng tôi gọi là bố thí sanh thiên? Tại vì mình bố thí riết á, mình làm phước riết á. Bố thí nó có nhiều loại bố thí nha, chứ không phải là tài thí không đâu, mà là pháp thí, vô quý thí, tức là mình đại khái mình cứ thí ra cho người khác cái sự an vui, à, gọi là thí. Thì tại sao gọi là bố thí sanh thiên? Bởi vì khi mình mà tạo phước nhiều đó, mình tạo thiện nghiệp nhiều quá thì mình được cái phước nó lớn. Mà khi nó lớn quá thì cái cõi người nó không đủ để cho mình thụ hưởng, thừa hưởng. Nói nôm na giống như bây giờ mình quá nhiều tiền, mình giàu có, thì mình đi du lịch thì mình không có đi bằng xe, nó đi xa một tí. Mà mình đi đến cái nước nào mà nó đắt tiền, nó xứng với cái tầm của mình. Rồi có những người thì họ có nhiều tiền hơn nữa thì họ cũng không có đi bằng máy bay mà họ đi bằng tàu. Đại khái vậy chúng tôi nói hôm nay là khi mà mình quá nhiều phước thì mình phải buộc phải sanh về chứ chư thiên để mình xài bớt, tức là mình xài bớt phước đi. Nếu mình có nhiều tiền thì mình phải kiếm cái gì đó mình xài bớt đi, thì lên chư thiên mình hưởng. Trên đó khi nào mà phước mình nó vơi đi đó, không còn đủ cái tiêu chuẩn để mà lên chư thiên để hưởng nữa thì mình xuống lần được đó. Nó làm là vậy. Chúng tôi nói vòng vòng vậy cho quý vị nhận định rằng là có cái cõi trời đạo lợi và cái cõi trời đấu sức. Ở trên thế gian này có 6 cõi trời. Cái cõi trời đầu tiên mà gần cõi người nhất là cõi tứ đại thiên, thiên dương. Cái cõi kế tứ đại thiên dương là cõi trời đạo, đạo lợi. Cái cõi trời đạo lợi là cõi trời dạ ma. Trên cõi trời dạ ma là cõi trời đấu sức. À, trên cõi trời đấu sức là cõi trời quá tham, quá tự tại. Đây là 6 cái cõi trời mà dành cho những người ở dưới trần gian này làm quá nhiều phước. Phước họ lớn quá thì ở cõi người này không có đủ để họ xài, buộc lòng họ phải dây trên đó họ hưởng. Tức như trên đó là sắc tướng nè, màu da nè, tuổi thọ nè, nó gấp triệu triệu lần cái cõi người. Cái thiên xúc nè, cái thiên hỷ nè, cái thiên ái của chư thiên nó cũng tuyệt vời hơn ở cõi người mình nữa. Đầu tiên là chư thiên thì họ mang cái sắc tế rồi, sắc tế không phải sắc thô như mình. Cái vật thực của họ là nó không phải đoàn thực, mà nó thuộc dạng về xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Cho nên họ không có ăn những cái món ăn vật thực thô như mình, để rồi họ khỏi phải bị bài tiết khổ sở của cái kiếp làm người ở trên cái thiên thần là xuống xuống xuống. Mà tuổi thọ của họ rất là cao nữa. Ví dụ như cõi trời tứ đại thiên vương thì một ngày một đêm nó trở bằng 50 năm dưới đây. Mà mình họ chỉ có một ngàn đêm, mình đây là xét nửa đời người rồi, có nhiều người chết rồi. À, còn cái cõi trời là trên một chút à, chúng tôi nói như vậy để cho quý vị hình dung ra rằng nó có cái cõi trời của hoàng hậu ma gia sanh về cõi trời đấu sức hưởng phước. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ở dưới trần gian này ngày mới ngộ đạo hiếu cho cha mẹ, thì quý vị thấy Đức Phật thật sự là một người không phải bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Ngài đã độ mọi tầng lớp cho đến một tên tướng cướp, từ một ông vua cái chiếc đò ngang vậy đó, ngược xuôi đưa những khách hàng qua sông, giàu sang như những quốc dân mà nghèo như hành khất, Phật không cho từ. Nên là có duyên với Đức Phật thì Ngài độ hết. Như vậy đối với xã hội Ngài đâu có bất nhân gì đâu đó, Ngài cũng đâu có bất nghĩa. Đối với cha mẹ thì Ngài cũng hoàn toàn là cái người chí hiếu. Bằng chứng là mà chỉ có Đức Phật thì Ngài lên tránh được Ngài, chứ còn mình thì chắc mình lên không được rồi. Ngài lên trên đó thì nói lại là Ngài nhập ở cái cõi trời đạo lợi 3 tháng liên tục. Ngài giảng cái lời dạy về tạng A Tỳ Đàm mà chúng ta gọi là cái pháp vi diệu trong ba tạng. Hãy nhớ nè, là chúng tôi nói kinh điển của hệ thống tâm có ba tạng. Thứ nhất là luật tạng, thứ hai là kinh tạng, thứ ba là luận tạng. Thì cái này gọi là luận tạng. Thì khi mà các vị thánh tăng A Sàng Đê kết tập thì có một số người họ không thích học cái môn này, thì họ cho rằng là Đức Phật thuyết cái pháp này cho chư thiên nghe, mình là loài người nghe là cái gì? À, thực chất ra thì tùy duyên à, cuộc đời này đâu biết được mình cũng chư thiên mới xuống, không thật sự. Tại vì chúng sanh thì nó luân hồi, có thể là mình từ trên chư thiên mình xuống, cũng có thể mình từ ở dưới mình sanh về, cũng có thể mình người sanh lại làm người kiếp trước của mình. Kiếp trước của mình thì sao? Vài chục năm trước là kiếp trước. Ví dụ sư năm nay là sư 49 tuổi thì 50 năm về trước là cái kiếp trước của sư.
sự hiện hữu trên cuộc đời này mới 49 năm thôi, còn cái năm thứ 50 đó lại nằm đặt kiếp trước. Có thể kiếp trước sư là người sanh lại làm người, cũng có thể sư là một vị thiên nào đó ở cõi trời thấp sanh xuống, cũng có thể là sư từ ở dưới cõi khổ sư sanh về. Thì ở đây mình dựa vào cái hiện thực của mình, dựa vào cái chúng tôi gọi là cái môi trường sống của mình, cái môi trường sống của mình, thì mình có thể khẳng định một điều đa phần chúng tôi nói tuyệt đối nha, thì mình không phải dưới cõi khổ sanh lên. Tại vì những chúng sanh mà dưới cõi khổ sanh lên đó, nó còn những cái dư thừa nghiệp chủng rất là lạ. Thí dụ mình loài thú sanh lên thì tánh mình nó giống như thú, một thói quen rất là vui đâu chút đó, gặp vui thì cười, gặp buồn thì cự, chứ mình không có nhận, không có kiềm chế được cái tánh của vậy. Họ vui rồi cái gặp chuyện vui thì họ vui, nhưng mà gặp chuyện buồn là họ buồn liền. Ai cười với họ họ cười, mà ai ngăn với họ là họ cắn liền. Tại đây cái bản chất của con vật nó như vậy, xin nói những cái thú tánh đại khái. Rồi nếu như mà ấy địa ngục lên thì mình cũng không có đủ cái nhận thức sáng suốt của một lần người. Thứ hai nữa, cái nghiệp còn nặng, mình cũng không có được sanh vào cái môi trường sống mà nó an lạc như thế này. Thứ nhất mình phải thiếu thốn, mình giành giật ăn uống, sống trong sự cấu xé, trong cái môi trường đại khái là nó ghê hơn cái môi trường này. Thì mình dựa vào đó là từ si ra. Có những người từ cái phước của họ quá lớn thì họ vượt ra khỏi cái cõi khổ thì họ được hoàn cảnh này. Nhưng mà đa phần theo sư, trên hơn phân nửa là không được như vậy nếu như ở cõi khổ lên. Cho nên mình có thể là có thể mình là những vị chư thiên, mà chư thiên cõi thấp mà mình xài hao quá, mình xài phước hao quá, bây giờ mình cạn phước rồi, buộc lòng mình xuống cõi người, nhưng mình cũng còn phước nhiều hơn nhiều chúng sanh khác. Đó, chúng ta nói vậy để quý vị hiểu cái ngân hàng phước của mình nó còn đỡ hơn nhiều người lắm. Bây giờ quý vị thử nghĩ và biết bao nhiêu chúng sanh ở trong cõi súc sanh. Súc sanh là nói chung nha, tất cả các loài súc sanh, từ côn trùng, con vật nhỏ nhất cho tới con vật to nhất đều là súc sanh hết, thì vô số hàng tỷ 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 chúng sanh. Cho nên loài người mình rất là ít. Chúng tôi nói như vậy thì có nhiều người họ lại không đồng ý cái môn này là cái môn dạy cho loài người, nhưng mà thôi thì cái sự tranh luận của nhiều người. Còn chúng ta thì hôm nay sư xin nói cho quý vị nghe là chúng ta học cái môn này với cái một cái tư cách là chúng ta học gieo duyên. Đâu biết được trong tiền kiếp quý vị cũng là những vị chư thiên, cũng đã từng nghe vua trời Đế Thích nói về cái pháp này ở tại cái giảng đường ở cái cõi trời của ông. Ông là một cái người quy y Phật, cho nên ông về cái ông thiết kế liền một cái giảng đường ở trên đó. Thì trên chư thiên thì cũng có những chư thiên chánh kiến và những chư thiên tà kiến. Thì những cái chư thiên nào mà chánh kiến ấy, có duyên với những cái lời dạy Đức Phật thì tập trung vào cái giảng đường đó, nghe vua trời Đế Thích nói pháp. Thì có thể mình là một thầy sư thầy Đức Phật này tịch nay nó hơn 2000, có thể mình là một trong những chúng sanh đó, Phật dạy cho chư thiên mà mình con người học là cái gì, thấy không? Đó chúng tôi nói sơ về lịch sử. Thì Đức Phật ngài thuyết cái bộ này để độ Phật mẫu, thì nó mới xứng đáng với cái công ơn của một người mẹ, cái công đức lớn lắm. Sanh ra bên Bà La Môn thì người ta coi cha mẹ như là trời thiên, như một đấng tạo hóa. Tại vì cái quan điểm của người Bà La Môn là cái vị trời phạm thiên là cái đấng tạo hóa ra cái vũ trụ này, hình thành ra cái vũ trụ này, thì con cái phải do cha mẹ hình thành ra. Đó, cái quan điểm gì? Cho nên người ta coi cha mẹ giống như là vị trời phạm thiên. Đức Phật ngài lựa những cái gì mà quý báu nhất ngài dạy cho Phật mẫu, và sau khi Phật mẫu nghe lời pháp rồi thì Phật mẫu cũng đạt. Rồi chúng tôi quay lại cái mục đích thiết thực của cái lời dạy này. Thì chúng ta nhớ là chúng tôi nói là tam tạng đúng không? Đức Phật thì nó có tạng luật phải học, tạng phần này phần khai quát, thứ hai là tạng kinh, thứ ba là tạng luận. Chúng tôi nói ba cái đại để cho quý vị có thể có một cái nhìn về cái giá trị thiết thực tại sao chúng ta phải học. Thì như trong chú giải thích rằng cái tạng kinh là những cái bài giảng rất gần gũi đời thường của Đức Phật cho những vị vua chúa, những vị Bà La Môn, những người mà có duyên gặp Đức Phật.
ví dụ bài kinh là Đức Phật dạy cho Bà La Môn làm ruộng, ví dụ có một lần là đi ngang cái đám ruộng thì có Bà La Môn thấy Đức Phật ôm bát đi, ông nói mẹ em sao không cầu đàm, ông có tay có chân sao ông chịu đi cải đi cấy đi trồng đi trọn ăn chứ không đi sinh. Thì Đức Phật này hiểu theo cái nghĩa của ngài, à, nói xong cái ngài độ được Bà La Môn đó. Thì chúng tôi nói sơ sơ là tạng kinh nó có những cái bài kinh nó rất là đơn giản. Thì cái bài kinh này, tạng kinh này mục đích nó nói gì? Làm lành thì được quả lành, đúng không? Những cái bài tạng kinh này nói về đa phần, nói về nhân quả, nói về ai muốn có phước thì cứ làm lành. Rồi khi làm lành thì quý vị được cái gì này? Được sanh về chư thiên, đúng không? Nãy thì chúng tôi nói được nè, mà hưởng phước thì ai cũng thích hết, đúng không? À, Đức Phật ngài giảng về những cái nhân lành cho ra quả, những cái việc gì đó mà cho con người họ nghe họ thích để họ tu. À, ngài nói về cái vị ngọt của ngũ trần, ngài nói muốn có sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thì con phải có công đức. Con ơi, con muốn đời sau sanh ra con đẹp, con giàu, con được nhiều người yêu mến thì con phải tạo công đức. À, nếu con không tạo công đức thì đời sau sanh ra con không có được những cái phần ưu việt, những cái mà con người họ thích, như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc con không có. Còn con muốn có thì con phải làm. Thì cái tạng kinh này được gọi là, trong chú giải nói là Đức Phật dụ người ta già, dụ cái từ cho nó hơi bình dân chút, tức là dụ người ta đến để tu, à, nghe thích thì ta mới tu, đúng không? Cái này dụ người già. Mình bây giờ mình đến đạo Phật đó, thật sự là mình cũng gì muốn cái là bớt, mình đi chùa mình cũng muốn tạo phước thôi, đó là mình bị dụ thôi. Nếu mình nói một cách chắc chắn á là mình bị Đức Phật dụ vào đây, tại vì á, mình tin là làm lành có quả lành, phải không? Làm lành có quả khổ, đúng không? Thấy không? Mà cuộc đời của mình mà thấy mình khổ nhiều quá, chắc kiếp trước mình không có làm lành mà mình làm ác rất là nhiều, đúng không? Thôi bây giờ mình muốn cho mình bớt khổ thêm vui thôi, chắc ăn với cái vào chùa. Vào chùa thứ nhất thì mình cũng bớt sân si, rồi mình cũng làm nhiều việc thiện nhất để nay mai mình lỡ vô thường lúc đi thì mình cũng có cái mang đi, phải không? Đây là ví dụ đây thằng kinh để nói cái chữ dụ này kỳ, nhưng mà đúng ý nghĩa đi. Mình đến đây là thật sự là mình thích làm những cái việc làm để mà có quả, phải dụ nha. Khi mà mình bị dụ vào ấy, thì Đức Phật ngày dùng năng lực này, ngày trói mình lại. Cái cốt này lại. Tức là khi quý vị vào chùa, cái quý vị buộc lòng trở thành người Phật tử thì đầu tiên phải gì nè? Năm giới. Thế giới. Không sát, không sạch, không trộm, không tà, không nói dối. Căn bản nhất, basic nhất của một người Phật tử thì phải giữ năm cái này, giống ngày cột mình lại, đúng không? Ngày cột mình lại cho mình khỏi nhúc nhích vậy đó. Nếu như một người Phật tử chân chánh đó, có niềm tin nơi Đức Phật hoàn toàn á, thì họ phải tu tuyệt đối cái năm giới này một cách trong sạch. À, nếu mà họ hay nữa họ tu bát giới, à, là đó là nói những người đại gia cư sĩ đó. Còn quý vị xuất gia thì có những cái giới cao hơn nữa. À, Đức Phật dùng cái tạng tăng lực, à, cái tăng lực này, ngày trói chúng ta lại, cột lại. Và cái tạng lực này là ngài giết chết chúng ta. Đó, đây. Ngài giết chết mình. Nghe thì nó ớn quá thôi, nhưng mà mình thật sự là cũng đáng phải chết. Thật sự là đáng phải chết. Tại vì sao biết không? Mình lúc nào mình cũng sống trong cái ngã hết. Lúc nào mình cũng nói tôi, của tôi, đụng tới tôi là không được, ý của tôi, tài sản của tôi, xe của tôi, nhà của tôi, tội này đáng chết lắm. Tại vì thực chất không có cái gì của mình. Con tôi, vợ tôi, nhà tôi, tài sản của tôi, sự nghiệp của tôi, vâng vâng, nhưng mà có cái nào của mình không? Không, đáng chết không? Là sự trảm thôi. Là Đức Phật thấy sao mà mình quá dại khờ đi. Căn nhà này cũng nói là của mình,
mà cái bà chủ trước bà cũng nói là của bà, và cái bà chủ trước nó cũng nói của bà, sau này mình chết rồi cái người nào ở trong cái nhà này cũng nói là của họ, vậy là của ai? Của ai? À, thì cái tạng di diệu pháp này chúng ta học để chúng ta làm sao thấy được cái vô ngã. Đó, quý thầy thấy giá trị đi không? Chúng ta nói trong vòng nãy giờ mất hết cái gì hết, nửa tiếng đồng hồ chưa có vào bài học nữa. Bài học chúng tôi có tài liệu chưa có học cái được. Cái anh nó hơi rồi. Anh nó rồi hả? Đó, chưa ngại cái chưa? Đó, thôi bây giờ quý vị nghe cũng được, lát hồi nó có cái này, chúng tôi đọc cho quý vị viết sơ sơ nha. Như vậy thì nãy giờ chúng ta nói lòng vòng để mục đích là chúng ta học cái này là để chúng ta thấy được cái gì nè. À, giết chết mình là vô ngã là không có ta là chết đâu. Thấy không? Khi nào mình thấy có ta thì mới sống đúng không? Mình thấy không còn mình nữa thì sống hay chết? Chết. Mà mình phải đáng chết. Đáng chết mà chết hoài chết không được. À, thì nếu mà ai đặt lỗi quý vị nghe là hoàn toàn chết là hết rồi, đúng không? Hơi vừa dứt, việc đời nó mới dứt. À, khi nào mình không còn thấy cái ta nữa đó, mà cực kỳ khó. Cái này nói thì nó dễ nhưng mà nó quá ư là khó đi. Cho nên chúng ta buộc phải học. Để học đến chi? Học cái này á, để Đức Phật về cái con người chúng ta cho là ta đó, hàng ngày mà kiếp này qua kiếp kia chúng ta nghĩ là có ta đó. Coi cái này cái gì? Con người chúng ta thì không có sắc thôi. Nói theo cái tự mà dễ hiểu là có thân và tâm thôi, có tinh thần và thể xác thôi, đúng không? À, chỉ có cái hai cái phần này. Rồi nó rộng hơn nữa, chúng ta là ngũ quẩn thôi. Chúng ta học đây, nói về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thấy không? Nói chung là một con người chúng ta là do năm quẩn hình thành. À, nó rộng hơn nữa là 12 xứ, nó rộng hơn nữa là 18 giới đó. Đức Phật ngài trẻ con người ra từ đầu là 2, cho rộng nhất là đến 18. Đó là cái sự mổ xẻ về con người, cái gọi là chúng sanh đó, thật ra chỉ là danh sách. Còn có học mổ xẻ mình thì khác, mà có đầu của mình, có tay, có chân, có ruột, có phèo, có cỏ được, nó có mổ xẻ hết con người mình ra, gồm có cái gì trong đó, không? Thì gan, tim, phèo, cỏ, vân vân, họ nhìn theo cái khoa học. Còn Đức Phật thì ngày mổ xẻ con người ra là gì nè, danh sách, gì là gì, ngũ quẩn, đúng không? 12 xứ, 18 giới, đó, mình học gì đó. Thì hôm nay mình học cái diệu pháp này là mình học cái pháp chân đế, là học về danh sắc ngũ quẩn 12 xứ và 18 giới. Mà nếu nói hay hơn nữa thì mình hiểu được như sư nói rồi, thì thật sự ra thì trong cái lớp học này thì không có sư, không có quý vị, mà chỉ có ngũ quẩn này nói và các ngũ quẩn khác nghe. Đó. Nếu như mà mình hiểu được như vậy, danh sắc này nói, danh sắc kia nghe thì nó khỏe cực kỳ. Khỏe lắm. Đó, giết chết mình á, từ từ mình giết chết mình. Cho nên lần sau vô sư không có nói sư xin chào các Phật tử học viên nữa, mà sư nói xin chào tất cả các ngũ quẩn. À, các ngũ quẩn đang cười, đang nói, đang nghe, ví dụ như nếu như mình là cái người mà học diệu pháp thì mình hiểu ngay. Mà thật sự con người mình là ngũ quẩn, chúng ta nó gồm có 5 thành phần, đúng không? 5 cái phần này nó gộp lại thành một cái gọi là con người. Thứ nhất là sắc quẩn. Thứ hai là thọ quẩn, là cảm giác, đúng không? Vui buồn, đúng không? Rồi tưởng quẩn cứ nhớ tới nhớ luôn, đúng không? Hành quẩn là những cái sở hành mà nó vận hành theo cái nguyên lý đó. Và thức quẩn là cái biết thôi. Như vậy thật chắc ra cái được gọi là chúng sanh thật ra chỉ là 5 quẩn. Như vậy thì mục đích của chúng ta học tạng di diệu pháp là để chúng ta ngộ được cái pháp vô ngã, mà chúng ta không còn thấy cái ta, tức là mình giết chết mình. Đó, thôi cái buổi là sinh hoạt sơ sơ về thực tập ha, thì chúng ta đi vào học trực tiếp này. Có ai thắc mắc gì không? Dạ, ngồi cho tốt y luôn. Ngồi cho nó khỏi tốt. Chúng tôi nói như vậy để cho quý vị học của chúng ta là cái môn học là chúng ta học về quẩn xứ giới đế, học về danh sắc ngũ quẩn những đề học thì quên cái từ mà quý vị nhìn lên, quý vị thấy cái chữ là á phí tham mát, thì ở đây thì nó có một cái tài liệu này
Nếu như cái máy chùa hư rồi thì quý vị nào mà quen gần cho nó có ô tô, dùng máy ô tô, dùng cái này chẳng hạn như này. À, có ô tô dùng. Lớp chúng ta thì khoảng 2, 4, biết bao nhiêu người. À, có ô tô dùng. Thì... Bây giờ nếu mà thầy cho độ 5 phút thì 7 phút để nghỉ á, người nào có smartphone á, ít nhất là copy ra cũng coi được là. À vậy đó hả? Dạ. Rồi vậy cũng được. Vậy thì quý vị có thể nghỉ khoảng 5 phút. À. Thầy cái máy này nó copy xài được mà thầy. Copy được. Copy được. Copy. 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 Copy đi. Rồi quý vị thôi cần nghỉ 5 phút rồi chờ. Xong mà ảnh này không biết cái gì biết tên em. Trang nó gì thì nó có cái chữ gọi là cái này là tài liệu thì rất là hay. Đây là một cái là tài liệu mà người ta viết cho hay cho kiện. Mà quý vị là cái người học duy pháp mà có thầy dạy nó mà không hiểu nó thì quá tệ. Để người ta biết. Người ta biết dành cho người ta để cái biển là tự học quy diệu pháp, tức là người nào mà có cái tâm mà muốn học là họ có thể tự mày mò học được. Cái ngũ quẩn này nè dễ thương cực kỳ luôn à, mà không chịu học nữa mà học cũng không hiểu thì thôi mình không biết quăng vào đâu để mình vào chỗ nào. Cái tài liệu này là sư lấy trên internet, tức là đến chi không phải xin mọi sư tự sư biên tự diễn sư dạy, sư phải lấy tài liệu. Người ta nói thiên tài, mình muốn rằng đó là cái tài liệu này là mình đang học thực sự là có một cái tài liệu hoàn toàn chính chắn, là người ta đã update lên mạng. À, cái cơ sở cái môn học thì nó có chứ không phải có à, mà người ta dành biết cho những người học tự học. Cho nên chúng tôi muốn chọn cái tài liệu là tại sao, tại chúng tôi có thể dạy quý vị trong vòng có một tuần thôi, một thời gian ngắn thôi. Nếu như người nào thấy có duyên thì chúng ta tiếp tục lên trên Google, chúng ta sạc cái tài liệu chúng ta tự học tiếp. À, để người ta biết dành cho những người hàm thủ mà. Nó không phải biết cho học đường nha. Cái tài liệu trước thì chúng tôi là lấy cái tài liệu học đường chúng tôi dạy. Đại chính xác, hàm thủ là tự học. Còn cấp tốc hay là không có sao. Đây cái cô này có nói tại sao vì sư bất cười biết không? Tại vì ngày xưa Hòa Thượng sư có sọ một cái tài liệu là vi diệu pháp học nam. À, không, tôi nói thật, cô lên trên bản để là vi diệu pháp học nam. Tức là Hòa Thượng sư sọ nhanh, có một tài liệu học nhanh dành cho những người vi diệu pháp học nam. Nhưng mà khổ không nổi, có nhiều người họ đọc cái chữ không có dấu thì họ đọc là vi diệu pháp học nam. Và thật sự có những người họ đọc như vậy đó, tại vì họ không thấy dấu mà. Học mau thì học máu đúng không? Không cấp tốc cũng được, nó có cái tài liệu học mặt. Thì ở đây cái thằng đầu tiên nó có cái chữ là phần đại cương. Nếu trước đây quý vị sẽ thấy cái gì cầm trên tay một cái tài liệu phần đại cương. Thì trong cái phần đại cương này hư nó rồi. Dạ không chạy luôn. Thôi chụp hình với thầy á. Chụp hình đi. Rồi quý vị truyền tay nhau chụp hình, là người nào có máy thì coi, còn người nào chụp hình đi. Trên chụp cho mọi người. Trên chụp một cái chụp hết cho mọi người. Thôi chúng ta viết đi. Chúng ta ghi phần đại cương. Học chậm đi, không học học tóc là học mau dễ học máu lắm. Cái gì viết cái phần đại cương. Phần đại cương xuống hàng ghi pháp. Phần đại cương gồm có xuống hàng pháp gạch ngang sở hữu. Rồi gạch ngang sắc pháp rồi gạch ngang niết bàn.
Như vậy thì phần đại cương có mấy phần nào? Thứ nhất là gì? Hả? Thứ hai là sở hữu tâm. Thứ ba là gì? Tâm. Thứ tư là gì? Sắc pháp niết bàn. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn cái bản điều này. Phần đại cương mà trong cái phần mà tôi viết tự học đó, nghĩ là cái phần đầu kia là phần pháp. Thì tất cả những cái nút tròn này đều là phần pháp, đúng không? À, phần thứ hai là phần sở hữu hữu tâm. Thì hồi xưa chúng ta đã qua học có cái phần bản ghi chi pháp là sở hữu tâm, nó gồm có 52 sở sở hữu, nhớ không? À, đây sở hữu tâm này, đúng không? Phần thứ ba là phần tâm, là 121 sở tâm, đúng không? À, rồi phần thứ tư là phần sắc, sắc pháp chưa đến niết bàn này. Và phần thứ năm là niết bàn. À, bây giờ phần đại cương nó gồm có mấy nè? Thứ nhất là pháp, cái cách này cách tự học nha, như vậy thôi. Thứ hai là sở hữu, thứ ba là tâm, thứ tư là sắc, thứ năm là niết bàn. Như vậy đại cương chúng ta, cái tài liệu này chúng ta học năm phần lặp lại. Tiếp là pháp. Pháp thì tất cả các bạn như này, nhìn đây. Bây giờ chúng ta nhìn đây. Bây giờ khi mình sẽ nói pháp ở đâu thì quý vị ở đây tất cả gọi là pháp. Thứ hai thì gọi sở hữu tâm ở đâu thì quý vị làm ơn nhớ dùng sư là có 52 sở sở hữu tâm. Chỉ là nghe khi pháp lấy đem về nhà có bản yêu mình tự mình học, tự học mà ha. Phần thứ ba là phần tâm thì gồm có 121 thứ tâm. Đây ai chưa biết bản yêu nhìn đây. À, rồi ha. Phần thứ tư là sắc pháp, 28 sắc pháp đây. Từ cái vòng tròn ngữ ra. Như vậy chúng ta đọc làm quen năm cái từ này. Thứ nhất là gì? Còn lại hả? Sở hữu tâm, tâm, tâm. Okay. Tức là bây giờ thôi thì xin biết cái lớp của chúng ta là những cái người mà ta nói là học máu không giúp phải học mặt. Cho nên thôi thì chắc ăn nhất là mình học ở lớp. Chúng tôi dạy học thì chúng tôi rất thích là học bài tại lớp. Cái gì hiểu không? Bài tại lớp không? Tức là thôi thì mình ráng ở lớp mình học luôn, chứ về nhà thì ít có ai mở ra lớp. Về nhà đó quý vị, mà mình thì mình đi một mình nó không có quen, mình phải đi là mấy chục. Thôi thì mình học lại lớp đi. Bước đầu tiên là chúng ta học năm cái phần đại cương, sở hữu tâm, tâm, sắc pháp và niết bàn. Và ở đây thì nó sẽ dạy chúng ta từng phần. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần đại cương thứ nhất là phần pháp. À, ok. Sắc pháp, thứ tám là niết bàn. À, tám là niết bàn. Như vậy thì cái phần pháp nó có mấy phần vậy? Tám phần nha. Phần thứ nhất là pháp, phần thứ hai là pháp chân đế, phần thứ ba là pháp tục đế, phần thứ tư là pháp hữu di, phần thứ năm là pháp vô di, phần thứ sáu là danh pháp,
thằng thứ bảy là sắc pháp, thằng thứ tám là niết bàn. Thì bây giờ cái cách học tạng A Di Đàm này mà dễ nhớ nhất là chúng ta phải dựa vào cái bản đồ này. Nếu như quý vị mà bỏ cái bản đồ này thì không có tài nào mà quý vị nhớ được. Bây giờ quý vị cầm cái này là giống như là tư liệu, và cái này chúng ta thực hành. Ví dụ bây giờ chúng ta gọi là chân đế. Pháp chân đế thì chúng ta phải nhớ là từ cái hàng cuối, từ cái hàng cuối này nè, tên đây là gọi là pháp chân chân đế, và cái hàng cuối là pháp tục chân đế. Năm rồi mình học là mình chia theo kiểu của mình. Bây giờ thì cái cách này ta dạy hàm thụ, tức là mình học theo tại mình có căn bản rồi thì nó cũng vậy đó. Ví dụ như một cộng một là hai, mà hai cộng với một thì cũng là ba. Tất cả các bạn chúng ta nhớ dùng là pháp ha. Pháp chân đế thì nó có từ ở dưới đây trở lên đây, được chưa? Và cái hàng cuối cùng là pháp tục. Như vậy thì khi quý vị cầm được bản này lên, quý vị nói là pháp thì quý vị biết là tất cả các cái trong cái lúc bao nhiêu này. Thứ hai là pháp chân đế thì quý vị biết là cái phần từ dưới đây là ha. Thứ ba ba là pháp tục đế là cái hàng cuối cùng. Đã, ai mà kiến trúc học thì bài này học là dễ lắm. Bài này mà chưa học thì hơi khó anh biết, nhưng mà rồi cũng sẽ quen ha. Rồi phần thứ tư là pháp hữu duy. Mình đọc đây mình thấy pháp hữu duy thì pháp hữu duy đâu? Pháp hữu duy là từ nguyên cái phần này, từ cái vòng tròn vàng bự ra à, đúng không? Thứ năm là pháp vô vô duy là niết bàn này, đúng không? Thứ sáu là danh pháp, phần tâm về sở hữu từ sắc pháp ra. Phần thứ này là bản sắc, sắc pháp. Nhớ hồi xưa mình học là tất cả gọi là pháp không? Dạ. Pháp chia ra có hai, một là pháp tục, hai là pháp chân. Chân đế chia ra có hai, một là chân đế vô vi, hai là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia ra có hai, một là gì? Danh pháp, hai là sắc pháp, thấy không? Rồi phần thứ tư là niết bàn, đó là niết bàn. Như vậy thì đây người ta cũng lấy những cái phần căn bản đó mà người ta chia theo cái phần thứ nhất là cái phần pháp, nó thuộc về có tám tám phần. Ví dụ xin mời cô bà đây mới kiếm là nhiều gì. Dạ. Bây giờ lên đây cái sẽ đọc một cái tờ đó cái cô chỉ dùm. Dạ, con nhớ. À, sao, không sao, không sao, dễ mà. À, lên đây, cầm cái này đi. Con nói thầy cái gì con nhớ được không ạ? Thế thầy hỏi thì con sợ quá. Không sao, không sao, cầm cái tài liệu này, tất cả chúng ta đang cầm tài liệu này. Không sao đâu, cái thằng này. Dạ, dạ. À, mình không sao, đây là mình giống như cái lớp hội thảo vậy đó. Bây giờ phần pháp gồm có 8 phần. Phần thứ nhất phần pháp của chị rồi. Phần pháp là tất cả cái chấm này là pháp. Nguyên cái bảng này là pháp. Dạ. Thấy chưa? À, thứ hai là pháp chân đế. Đâu? Pháp chân đế là từ đó đi lên dưới. Là à. Rồi, phần thứ ba là pháp tục đế. À, vậy rồi ha. Phần thứ tư là pháp vô vi. Đúng rồi, các bạn. Rồi cái là pháp hữu vi. Thứ tư là hữu vi này. Thứ tư hữu vi mà. Thứ tư hữu vi. Thứ năm là vô vi. Đúng rồi. Từ trần đến địa bàn ra. À. Được chưa? Đó là hữu vi. Rồi, thứ năm là vô vi là cái vòng tròn. Thứ sáu là danh pháp. Danh pháp. Rồi, đúng rồi, danh pháp đó. Đó, danh pháp. Thứ bảy là sắc. Sắc pháp. Sắc pháp. À, đúng rồi. À, rồi, thứ tám là niết. Niết bàn. Rồi, đó. Cái phần này mình học như vậy thôi. Tức là tại sao là mình lấy được cái bản đồ. Tại vì mình cầm cái này mình đọc. Mình phải dựa vô cái bản đồ này. Giống như là bài toán vậy đó. À, mình học cách này là hay nhất. Tại sao này mình không cần cái này. Mà mình nhìn vô đây mình cũng thể đoán được đâu là danh pháp, đâu là sắc pháp, đâu là hữu vi, đâu là vô vi, đâu là tục đế, đâu là chân đế. Ha. Được không? Thôi suy nghĩ cái tài liệu này thì quý vị nghiên cứu đi. Bây giờ suy nghĩ học theo cái tài liệu của sư thì nó dễ nhớ hơn. Bây giờ cái này thì nó hơi lạ với quý vị quá. Cho nên cho quý vị bây giờ trong cái học đây thì sư sẽ cố gắng dạy cho quý vị thuộc cái bản điều này.
giờ tất cả quý vị nào mà mình đi về không được ha, là quý vị đọc theo sư, bây giờ không không cần chép để sau này có cái phụ đồ để được cái gì đọc theo sư nha, học cộng đồng thấy vậy nha. Hồi xưa là phụ đồ ở trên đồng câu dưới trò đồng câu, đồng câu cái là trò thuộc, là thầy cũng thuộc luôn. Thầy thật sự là cũng quên hết trơn rồi, nhưng mà giờ quý vị thì mình ôn lại ha. Okay. Bây giờ đọc theo nè, tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Như vậy thì chúng ta thuộc chưa? Cái người là mấy học thuộc chưa? Làm lại, tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Thấy rõ không? Không thấy chứ. Bây giờ cô đứng nhóm lên chút, tục đế là cái hàng cuối cùng. Nha. Chân đế là cái phần từ, tức là chúng ta nhìn cái bảng nêu này, ngoài cái chữ ra chúng ta bỏ. Nha. Cái hàng chữ dưới chúng ta bỏ luôn. Chúng ta chỉ học những cái nút thôi. À. Như vậy thì chúng ta pháp như là có hai. Pháp chia ra là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Tất cả gọi là pháp, hai ba. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Thuộc chưa? Chưa rồi. Tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Vậy nó vui đó. Chứ quý vị nó mau thuộc nữa. À, đó. Giờ lại không có cầm len là không thấy nữa nghe. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn chú Quảng Minh. À, đó. Thấy lớp mà càm ràm không thấy cái là xử lý liền ai. Bây giờ đọc câu nào rồi đọc câu đó phải thuộc nha. Tất cả gọi chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là chân đế hữu gì. Một là chân đế hữu gì. Đừng quên cái này. Từ cái dòng tròn vừa ra. Hai là chân đế vô vi. Hai là chân đế vô vi. Là cái dòng tròn tiếp theo này ha. Tổng lại tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là chân đế hữu vi. Một là chân đế hữu vi. Hai là chân đế vô vi. Hai là chân đế vô vi. Bài cô không? Bài cô đọc cho mình đọc theo thôi. Tại vì mình cứ đọc điều lại bình thường. Cô đọc giống gì đó. Rồi dạ, đọc theo rồi ha. Tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một gọi là tục đế. Một gọi là pháp đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là pháp hữu vi. Chân đế hữu vi. Một là pháp chân đế. Một là pháp chân đế hữu vi. 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 Hai là pháp chân đế hữu vi. Pháp chân đế hữu vi. Hai là pháp chân đế hữu vi. Rồi, cảm ơn cô Như Hiền nhiều. Bây giờ lớp chúng ta ôn lại lần cuối nha. Bài học tiếp nữa, thầy học từ từ bước lên. Tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là pháp chân đế hữu vi. Một là pháp chân đế hữu vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Ví dụ như bây giờ chúng ta chợt sẽ hỏi pháp tục đế đâu có gì chỉ được không? Được. Thì nè, màu xanh. Ở dưới là phải không? Dạ. À, ráng học tại chỗ thì thuộc bài tại chỗ. Ví dụ sẽ hỏi vậy chân đế vô gì ở đâu có gì chỉ được không? Được. Đây là trong đoạn này. À, dễ quá phải không?
Rồi chân đế hữu duy ở đâu, được không? Đây. À, vô duy là cái vòng tròn này. À, hữu vi là cái phần còn lại. À. Rồi đọc lại, tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp duy là có hai. Pháp duy là có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là pháp chân đế hữu vi. Một là pháp chân đế hữu vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Thuộc rồi ha. Chúng ta đi tiếp nè. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Một là danh pháp. Một là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Đọc lại, pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Một là danh pháp. Một là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Đọc lại là tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Pháp tục đế. Pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là pháp chân đế hữu vi. Một là pháp chân đế hữu vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Một là danh pháp. Một là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Đúng không? Rồi, chào cùng. Cứ lên, phải đọc đi. Tất cả gọi là. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có. Tiếp, pháp chia ra có hai. Một là pháp. Một là pháp tục đế. Hai là pháp nhân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là pháp chân đế ngũ vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Pháp thuận pháp chân đế ngũ vi chia ra có hai. Một là danh pháp, hai là sách pháp. Cho lại, cho lại. Người mới học, kỳ đoạn mới học, kỳ này mới học. Như vậy thì mình tiếp tục áp dụng cái phương pháp này, thấy không? Giống như thầy đồ ngày xưa đó, đọc câu nào thầy đọc câu nào rồi đọc câu đó. À, chúng ta giờ chúng ta ôn lại là mấy chút tiên tiến nha. Tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là chân đế hữu vi. Một là chân đế hữu vi. Hai là chân đế vô. Hai là chân đế vô vi. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Một là danh pháp. Một là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Bây giờ danh pháp chia ra có hai. Danh pháp chia ra có hai. Một là tâm. Một là tâm. Hai là sở hữu tâm. Hai là sở hữu tâm. Còn bây giờ tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế hữu vi. Một là pháp chân đế hữu vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai. Một là danh pháp. Một là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Danh pháp chia ra có hai. Danh pháp chia ra có hai. Một là tâm. Một là tâm. Hai là sở hữu tâm. Hai là sở hữu tâm. Ai hy sinh lên đọc không? Tại mình đọc thì vừa học cho mình mà cho người ta cũng học luôn. Ai đọc được? Dạ, mẹ Phật dạy con. À, hay quá. Rồi, cứ lên đi bạn. Nghĩa là mình cái gì đó rồi nha. Mình học sao về nhà, mình không học bài mình thuộc. Tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là pháp chân đế. Pháp chân đế. Pháp chân đế. Hai là pháp chân đế.
gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai. Pháp chân đế chia ra có hai. Một là pháp chân đế hữu vi. Một là pháp chân đế hữu vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Hai là pháp chân đế vô vi. Một là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Danh pháp chia ra có hai. Danh pháp chia ra có hai. Một là tâm. Một là tâm. Hai là sở hữu tâm. Hai là sở hữu tâm. Học tiếp tâm hai. Một là tâm diệt thế. Một là tâm diệt thế. Từ đây ha. Tâm diệt thế. Hai là tâm siêu thế. Chia ra có hai. Tâm chia ra có hai. Một là tâm diệt thế. Một là tâm diệt thế. Hai là tâm siêu thế. Hai là tâm siêu thế. Tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp chia ra có hai. Một là pháp tục đế. Một là pháp tục đế. Hai là pháp chân đế. Hai là pháp chân đế. Một là pháp chân đế hữu. Chân đế hữu vi chia ra có hai. Pháp chân đế hữu vi chia ra là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Danh pháp chia ra có hai. Danh pháp chia ra có hai. Một là tâm. Một là tâm. Hai là sở hữu tâm. Hai. Một là tâm hiện thế. Một là tâm hiện thế. Hai là tâm siêu thế. Hai là tâm. Nghỉ 5 phút để sư nói sơ cho quý vị có một khái niệm. Ha. Bây giờ tại định thì ở trong đây giải thích rằng là cái gì nó có tướng trạng, hình thức, mọi thứ đều là pháp hết. Ví dụ cái bàn cũng là pháp, con người cũng là pháp, căn nhà cũng là pháp. Nhưng mà nó là pháp gì thì chưa biết, nhưng mà nó là pháp. Ở đây có định nghĩa. Thì trong cái phần mà định nghĩa chúng ta hỏi là pháp là chi, đúng rồi, thì trả lời là cái chi cũng là pháp. Pháp có những trạng thái riêng biệt, có tướng trạng khác nhau, như là du, tròn, dài, ngắn, sáng, tối, vân vân. Tất cả những tư cách riêng biệt để phân biệt được gọi là pháp. Như vậy thì nó tóm lại thì cái gì cũng là pháp hết ha. Như là pháp chia ra có hai. Một là pháp tục, hai là pháp chân. Thì chúng tôi xin giải thích cái chữ tục đế và chân đế. Tục đế là gì? Là từ cái chữ Pali là Samudaya Sakya. Tục là thế tục. Hiểu gì? Thì hãy xin định nghĩa cho quý vị hiểu. Đế là sự thật. Đế là chân lý nghe. Đế là chân lý, cái chữ sách cháo đó. Đế đây không phải rượu đế à. Hay là chân lý. Chúng ta nghe trong nhà Phật có gọi là tứ diệu đế không? Vi diệu. Hay là bốn sự thật. Vi diệu. Như vậy cái chữ đế này nè, để chúng ta hiểu ra là sự thật. Như vậy tục đế là sự thật của thế tục hay còn gọi là sự thật của chế định. Tại vì thế gian là do người chế định nha. Chúng tôi ví dụ cái này thế gian gọi là bàn, cái bàn, cái này gọi là cái ghế. Như vậy thì nó không sai, nó đúng, mà đúng với cái gì? Thế gian chế định định đặt đấy. Nhưng mà người nước ngoài thì kêu đây là cái cột, đây là tre, ví dụ thì cũng đúng luôn, đâu có sai. Nhưng mà đúng với thế gian. Tục đế đây là sự thật của thế gian. Mà mình xài tục đế nhiều lắm. Ví dụ như cha mẹ mình đặt mình cái tên là Nguyễn Văn A, thì ai kêu mình Trần Văn B là mình không chịu, không? Nhưng mà nếu như cha mẹ mình đặt mình kêu mình Trần Văn B là cũng kêu mình Trần Văn B được vậy. Nhưng mà đó là tục đế, tức là cái sự định đặt của thế gian, chế định ra. Cái này gọi là cái nhà, nhưng mà khi sư cô về ở, sư cô kêu là cái chùa, gọi là cái chùa hay hơn gọi là cái nhà. Hoặc là hồi xưa ở miền Việt Nam mình đó là có
nhà nghèo thì nó cắt cái chòi đó ở, nghe không? Rồi giữa lớp thì cắt được cái nhà to, rồi hen nữa là con cái nhà to, rồi bự nữa là kêu là biệt thự ví dụ, là villa, là có được cái nhà thôi, nhưng mà có nhiều cái định đặt, nhưng mà nó không sai, là bởi vì nó là sự thật của chế, chế định. Còn chân đế là tục đế, cái này là chân đế. Chân đế là sự thật, tức là sự thật. Sự thật của nó là gì? Là sắc pháp. Bởi sắc pháp là nó không có cái tri giác ở trong đây, nó không có biết, nó không biết cảm giác của con người mình, gõ vô đau đớn thì nó không biết, nó không có tâm hợp, thì nó là bậc vô tri, đúng không? Vô tri thì mình nhìn nó dưới góc độ là sắc pháp. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nhìn lên đây, quý vị gọi là sư chánh định, thì đó là tục đế hay là chân đế? Thì đó là gì? Chân đế. Hồi nãy chúng tôi nói là một chánh định đó là năm quẩn thôi, sắc chỗ chân chân đế, không sai nha. Mà nhìn là sư chánh định là tục đế, mà sư định không còn tu nữa mà sai không? Không sai, thấy không? Nhưng mà sư định mặc sai rồi, kêu là sư chánh định với cái sự thật của thế thế gian, nhưng mà sự thật của quẩn hay là danh hình xăng như vậy thì chân đế. Rồi chân đế chia ra có hai, thì pháp chân đế hữu vi, hai là pháp chân này nó có cái nhân tạo ra, coi gọi là cái sự tạo tác ra, gọi là hữu là có cái sự tạo tác. Ví dụ danh sắc này nè, nó phải có cái do thiện ác quá khứ, đẹp hay xấu, đúng không? Do thiện ác quá khứ cho nên tạo ra cái ngũ quẩn này buồn vui, lúc buồn lúc vui, phải không? Đó thì đó là gọi là pháp hữu vi. Còn cái pháp thứ hai gọi là chân đế vô vi, tức là pháp này nó không có nhân tạo, không có nhân tạo tác. Mà cái gì nó không có nhân tạo tác thì tất nhiên nó không có nhân hoại diệt. Còn cái pháp hữu vi mà nó có nhân tạo tác thì tất nhiên nó phải có cái nhân hoại diệt, đúng không? Cái gì có tạo thì nó phải có diệt, có sanh của bản thể các pháp mà có nhân tạo tác, được chưa? Pháp chân đế vô vi là sự thật của bản thể các pháp mà không có tạo tác. Rồi chân đế hữu vi chia ra có hai sắc pháp, thì là nhận thức và sắc ứng trực cho cái sắc pháp này. Vậy con người mình có hai phần, một là sắc, hai là danh. Đó, đây cái con người mình hình thành là hai pháp thôi, một là danh pháp, hai là sắc pháp. Rồi danh pháp chia ra có hai, đúng không? Một là nhận thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có sáu cái tâm, đúng không? Cái biết con mắt gọi là tâm nhận thức, cái biết lỗ tai là tâm vị thức, cái biết lỗ mũi là tâm thị thức, tức là nhờ cái lỗ mũi mới biết cảnh, cái mùi vị đó, cái lưỡi là tâm thiệt thức, thân là tâm thức, và biết cảnh pháp là ý thức. Như vậy thì có hai phần, thứ nhất là phần tâm và phần sở hữu. Tâm. Tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Sở hữu tâm là gì? Là phần phụ thuộc của tâm. Sở hữu mà, cái này như cái xe này sở hữu của tôi, thì cái xe này nó phụ thuộc tôi, nhà tôi, con tôi, những cái gì sở hữu của mình gọi là phần phụ thuộc của mình. Cấu tạo ra tâm. Thí dụ căn nhà thì nó phải do những thành phần nào là gỗ, nào là mái, nào là cột, nào là kèo, rồi nào là nền móng, nhân dân gom lại những yếu tố đó mới gọi là căn nhà. Thì căn nhà nó giống như là tâm vậy đó. Còn những cái phần phụ thuộc mà để hình thành ra căn nhà là sở hữu của tâm. Ví dụ giống như chiếc đồng hồ vậy đó, thì nó gồm những cái linh kiện. Tháo đồng hồ ra thì nào là kim, nào là những cái bánh xe, nào là giấy thiều, vân vân. Thì những cái thành phần đó nó gom lại để nó tạo ra một vật gọi là đồng hồ, thấy không? Đồng hồ đó là sở hữu của tâm, giống chiếc xe vậy đó. Thật sự mình tháo ra thì nó là bánh xe, xe sườn, phụ tùng của chiếc xe. Thì phần phụ tùng đó giống như là phần sở hữu của tâm. Như vậy sau này chúng ta sẽ học sâu hơn nữa, thì một tâm như thế này nè, nó gồm có bao nhiêu sở hữu hình thành. Và sau này học sâu nữa đó, chút xíu bụi lên. Tức là sau này mình sẽ học, đây là kết quả, đây là những thành phần tạo ra kết quả. Cái bánh nó có bao nhiêu thành phần để tạo ra cái bánh này. Thì tâm là giống như là cái thành phần kết quả. Cái kết quả còn cái tâm thứ nhất này nó gồm có bao nhiêu.
21 thứ, thứ tầm này. Mỗi một tầm nó sẽ gồm có một số sở hữu thôi. Giống như cái bánh lăng mình ăn á, thì nó khác với cái bánh bèo, hay bánh bò. Là những cái nguyên liệu, mỗi bánh lăng nó khác với cái nguyên liệu của bánh bò. Thì cũng vậy, cái tâm thiện nó khác với cái tâm bất thiện. Vậy khác như vậy. Vậy sao chúng ta học sâu không? Bây giờ chúng ta sẽ hiểu đơn giản là tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Sở hữu tâm là gì? Là những thành phần phụ thuộc hay là tạo ra tâm. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta học tâm chia ra có hai. Một là tâm hiệp, hai là tâm hiệp thế. Là gì? Hiệp thế đó là còn ở trong đời. Hiệp là hợp, thế là thế gian đó, tức là nó còn nằm ở trong thế gian. Còn tâm siêu thế là tâm xuất thế gian, tức là nó không còn bắt cảnh của thế gian nữa, nó không còn bắt cảnh hữu vi nữa, mà cái tâm siêu thế này nó bắt cảnh vô vi. Ta sẽ biết tại vì tất cả rồi tâm siêu thế này nó sẽ bắt cảnh vô vi, bởi vì nó vượt ra ngoài thế gian. Rồi chúng ta ổn lại nghe, hiểu sơ gì mấy cái tình thật đó. Tất cả gọi là pháp chia ra có một là pháp tục, hai là pháp chân. Pháp chân đế chia ra có hai, một là pháp chân đế, một là pháp chân đế hữu vi, chân đế vô. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai, một là danh pháp, danh pháp chia ra có hai, danh pháp chia ra có hai, một là tâm, một là tâm. Tâm chia ra có hai, tâm chia ra có hai, một là tâm hiện thế, một là tâm hiện thế, hai là tâm siêu thế, hai là tâm siêu thế. Một tiếp, tâm hiện thế chia ra có hai, tâm hiện thế chia ra có hai, là tâm đáo đại, hai là tâm đáo đại. Tâm hiện thế chia ra có hai, tâm hiện thế chia ra có hai, một là tâm dục giới, tâm hiện thế chia ra có hai, một là hai là tâm đáo đại, hai là tâm đáo đại. Vậy tâm chia ra có hai, tâm chia ra có hai, một là tâm hiện thế, một là tâm hiện thế, hai là tâm siêu thế, hai là tâm siêu thế. Tâm hiện thế chia ra có hai, tâm hiện thế chia ra có hai, hai là tâm đạo đại, hai là tâm đạo đại. Tất cả gọi là pháp, pháp chia ra có hai, một là pháp tục đế, một là pháp tục đế, hai là pháp chân đế, hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia ra có hai, pháp chân đế chia ra có hai, một là pháp chân đế hữu vi, một là pháp chân đế hữu vi, hai là pháp hữu vi. Pháp chân đế hữu vi chia ra có hai, một là danh pháp có hai, danh pháp chia ra có hai, một là tâm, một là tâm, hai là sở hữu tâm, hai là sở hữu tâm. Tâm chia ra có hai, tâm chia ra có hai, một là tâm hiệp thế chia ra có hai, tâm hiệp thế chia ra có hai, một là tâm dục giới. Rồi ông bài đi mà vô không cố lên, tự nhiên cũng đọc thêm. Mình có muốn học mình cũng học chứ. Cái này là cùng nhau học chứ không phải ai thầy ai trò đâu nghe. Dạ. Mình thấy lên đây tưởng đâu là lên đây cũng là học luôn. Dạ. Tất cả gọi là pháp. Hai, một là pháp tục đế, một là pháp tục đế, hai là pháp chân đế, hai là pháp chân đế. Pháp chân đế là có hai, một là chân đế, là pháp chân đế vô vi. Do mình có thần kinh nhãn rồi con mắt đó và có cảnh sắc thì hai cái này gặp nhau nó tạo ra cái biết nó vô con mắt, thì
thì gọi là tâm nhãn. Đó, biết cảnh, cảnh sắc là cảnh mắt mình làm mà giải quyết là gọi là tâm nhãn. Thế cái biết do lỗ tai nha, cái biết do lỗ mũi là tỷ thức, cái biết do cái lưỡi là thiệt thức, cái biết do cái thân xúc chạm là thân thức, cái biết mặt cảnh pháp gọi là ý, ý thức. Cái cảnh lớn ở đây người ta ám chỉ cho cảnh thiền, tức là nó ngoài cái cảnh dục, cho nên chúng ta gọi là ở đây là tâm dục giới. Cái tâm hiện thế thì ra có hai, một là tâm dục giới, là tâm dục giới là tâm biết cảnh, cảnh dục, cảnh dục ở đây cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà gọi là ngũ dục, đúng không? Thì cái tâm này nó vượt ngoài cái dục giới ra, nó gọi là tâm đắc, tức là nó chuyên biết cảnh, cảnh thiền. Cảnh thiền nó đến mức độ là khi mà được định đó, đạt được sao thiền, nhị thiền đó. Như mình nữa, mình mà thấy nghe ngửi nếm tưởng thì ở trên đây là tâm dục, giờ là tâm chuyên biết cảnh, cảnh dục, còn đây là các cái tâm thiền định đáo đại là bắt cảnh lớn. Mình hiểu nôm na nó là cảnh lớn, mà cảnh lớn là dành cho cảnh, cảnh thiền, những cái cảnh tâm thiền bắt. Còn đây một là tâm dục giới vô tịnh hảo, một là tâm dục giới
mà nghe tiếng không hay thì mình nói mình đã trải nghiệm. Mũi thích thì mình nói mình có phước, thì mình nói mình trải nghiệm. Thì mình thấy rõ ràng là do mình phân biệt, thật chất mùi nó là mùi, nên để cho cái xu hướng tâm lý của mình thích cái mùi đó trải nghiệm. Như chúng tôi đi sang Ấn Độ, nó thật sự quý vị xin lỗi, chúng tôi rất sợ cái mùi trầm của người Ấn Độ. Trong chợ của Ấn Độ họ đốt cái trầm đó, nó gắt đến mức độ để đuổi ruồi mũi với côn trùng. Mà ruồi mũi côn trùng mà không chịu nổi nó thì làm sao mình chịu nổi. Mà chúng tôi thì lại bị cái bệnh là gọi là dị ứng diêm son. Rồi bước vô cái chợ cái chỗ ra liền. Mà người ta đó là bình thường để sinh hoạt, rất thích. Người ta thích cái mùi đó lắm, không có mùi ta chịu không nổi. Đó, cho nên đó, nhiều khi mình đó, một phước thôi. Ví dụ xin lỗi nghe, đi theo quen chậu, vợ chồng quen hơi, cái mùi của ổng nó hơi rình mà ổng mình vẫn thích. Thấy không? Cái này không này có à, có không? Nhiều cái nó hơi rình cho mình là thích. Tại sao? Mình cái tâm mình á, nó đã thích rồi. Thì cái mùi đó tự nhiên mình thích, nhưng mà người khác họ chịu không được. Thì như vậy thì mình nói mình có phước. Phước. Chắc ra không biết phước hay nghiệp nữa, ngồi thấy mù rồi. Như vậy thì phước hay tội là tùy ở cái khuynh hướng tâm lý. Quý vị phải tính như thế này nè, con người mà được hình thành trên thế gian này, thứ nhất chúng ta xác định một điều là do tiền nghiệp quá khứ chúng ta tạo, không? Tất cả do nhân quả khứ chúng ta tạo để nó hình thành ra cái gọi là con người chúng ta đây, đúng chưa? Thì cái thì kiểu quá khứ của mình tốt hay xấu để cho ra cái con người mình là tốt hay xấu, đúng không? Nếu thì nghiệp quá khứ mình là tốt thì tất nhiên con người mình là bây giờ là tốt, nó nghĩa là đang có nhân quả đó. Nếu là xấu thì là xấu. Rồi cũng do tiền nghiệp quá khứ cho nên nó mới đưa nó tạo ra con người trong chiếc này có cái khuynh hướng tâm lý tùy theo cái nghiệp. Có người thì thích cái mùi xạ, có người thì thích mùi hương sen, có người thì thích ăn món này, có người thích ăn món kia, có người thích màu đen, có người thích màu trắng, khác nhau hoàn toàn nha. Cũng là con người nhưng mà khuynh hướng tâm lý của mỗi người mỗi khác, đúng không nè? Có những người là thích cái dòng nhạc ít đi, có người thì thích cái dòng nhạc phải sôi động, có người thích cái kiểu đẹp, theo tôi là cái gì là đẹp, có người nói tôi không cần ở ngoài, tôi thích cái nội tâm thôi, thấy không? Dù cho nó có xấu cái nào xấu nhưng mà chụp hình thấy nó có thần thái, cái nó vẫn dễ, mình thích cái dạng vậy. Nên hôm nay là cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta nó hoàn toàn khác nhau do tiền nghiệp quá khứ ảnh hưởng. Và thứ điều thứ hai là do cái môi trường sống nữa. Cái khuynh hướng tâm lý là ảnh hưởng đến môi trường sống. Ví dụ mình ở bên Mỹ mình quen cái môi trường sống này nó sạch sẽ, nhưng mà mình đến một cái môi trường khác mà nó ô nhiễm quá mình chịu nổi. Nếu như mình đã quen cái môi trường bên Mỹ rồi, mình về Việt Nam mình chịu không nổi. Mà cái người ở Việt Nam quen rồi qua đây cũng chết rồi, cũng khó chịu. Thứ nhất là sao? Ở Việt Nam nó ồn ào, nhưng mà nó vui. Sớm là còn, ê, Tư, chiều nay đánh không mày? Ví dụ như vậy. Còn bên đây không có Tư Tám gì đấy đó, không có tèo tí nào đây hết á, không? Về là sẽ chui vô nhà. À, có nhiều người mới qua Mỹ nên trời sao mà buồn quá vậy? Là do cái ảnh hưởng môi trường, đường sống để tạo ra chúng ta. Chúng ta nhìn thấy vậy đi chi? Để chúng ta phân biệt tại sao chúng ta gọi là phước giả và tội. Thì cuối cùng chúng ta chỉ có một câu nhớ dùng từ thiện ác buồn vui. Con người thiện ác là nhân quá khứ, cho cái quả là buồn buồn vui. À, mình chỉ cũng đời của mình có bốn chữ này: thiện ác buồn buồn vui. Để nó do tiền nghiệp quá khứ, do khuynh hướng tâm lý, do môi trường sống để rồi tạo ra một cái gọi là chúng sanh, người hay là thú. Cuối cùng thì chúng ta chỉ kết luận một câu thì con người chúng ta thì cứ tối ngày là đực cái trống mái tìm nhầm. Cái này rất là đặc biệt do cái khuynh hướng tâm lý. Tại sao? Đực thì phải đi tìm mát, trống thì đi tìm mát, đực thì đi tìm cái nam, thì đi tìm nữ, nữ thì tìm nam. Đó là do tiền nghiệp quá khứ để tạo ra cái khuynh hướng tâm lý, cũng là 28 sắc pháp á. Nhưng mà cái sắc pháp này lại thích đi tìm cái sắc pháp nam này thì tìm nữ, nữ thì tìm nam, đúng không? Để cái đi tìm cái trống thì tìm mặt, nó khuynh hướng như vậy. Rồi chúng tôi nói tiếp, bây giờ nói với phần tâm. Ở đây chúng ta thấy
có cái tâm hiệp thế, là cái tâm bình tĩnh nghĩa đơn giản là còn nằm ở trong đời. Hiệp là hợp, thế là thế gian, đúng không? Thì trong kinh đó, Đức Phật Ngài dạy là con người chúng ta do vô minh nó duyên cho hành, đúng không? Hành ở đây là khuynh hướng hành động của thân tâm của mỗi người, đúng không? Thì hành đây thì nó có ba hành. Cái hành thứ nhất ấy là phúc hành, hành thứ hai là phi phúc hành, hành thứ ba là bất động động hành. Thì vô đây chúng tôi nói phúc hành là gì? Phúc hành là những cái tâm tỉnh hảo này, là chuyên môn làm những việc thiện. Khi quý vị mà hành động về những cái việc thiện đó, mà xuất phát từ tâm thiện đó, thì gọi là cái hành động này gọi là hướng về phúc, là thiện. Rồi có những cái điều kiện thứ hai là phi phúc hành, là những cái tâm bất thiện này, những cái tâm bất thiện này, à, tức là chuyên làm ác, tham sân si, ha. Tức là mình sống có khuynh hướng về phi phúc hành, tức là mình làm ác mà mình thấy vui, mình làm ác mà thấy vui. Làm ác có cái xu hướng, xu hướng là mình làm ác mình thấy vui. Chúng tôi xin ví dụ là mình tham mà mình vui, có ăn cơm mình vui, câu cá mình vui, sạc bắn mình vui, thấy không? Rồi muốn đánh bắn bưng thức khuya vậy sao cực khổ như vậy, nhưng mà tối về kiếm tiền nó vui. Đó, thì đó là mình sống trong tham mà mình vui. Nhưng mà mình không học cái này thì mình hoàn toàn mình không biết đó là bất thiện nha. Mình cứ tưởng là thiện không. Và chúng tôi nay chúng ta để là chúng ta nói là mình phải giết chết mình vô ngã. Tức là người ta nói là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời hai tay trắng, lìa đời cánh hai tay, vì chỉ có nghiệp kiếp này còn dương dẫn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào, mà lòng đầy bích đạo, hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Thí dụ mình giúp người ta, mình thương mình giúp người ta, là mình giúp bằng tâm gì? Tham. Còn không biết, mình cứ tưởng đâu là tâm từ bi, tâm giúp đỡ, nhưng mà đa phần mình tham. Là bởi vì có người mình giúp và người mình không giúp. Cái người mình thương là mình giúp, chồng mình, con mình, thầy mình, bạn mình, ok, tôi làm. Như vậy thì quý vị làm bằng tâm gì? Tâm thiện hay tâm tham? Tâm tham. Cho nên mình giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy bên đau. Bên đau này là bất thiện. Mình hại người ta, hại người mình trong ác. Tại thương mà với tâm liếng ái là hại người ta. Thương mà làm khổ người ta. Mình nói mình thương để mình làm cho người ta vui, thật sự mình làm khổ người ta. Mình làm khổ người ta tại vì mình thương với cái tâm ích kỷ, thương với cái tâm dính mắc. Cho nên cái câu chúng tôi hay nói rằng là đến chùa là để làm chi? Đến chùa là để biết đi đúng đường, đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận thật. Mình mà thương mà giận là đa phần là tâm tham. Chỉ có thương bằng tâm từ bi mới là không giận, thương không phân biệt mới không giận. Còn mà thương có phân biệt là phải giận, mà thương nhiều thì giận nhiều, thương ít thì giận ít. Cho nên chúng tôi phân tích ra là chúng ta sống tối ngày với tâm tham, tâm sân, tâm si, thì mình giả bộ ngọt ngào. Mình sống với tâm thiện mà, thấy không? Mình giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy bên đau, toàn là tham si không? Hại người bằng tâm ác, quá trái, thương là bánh. Quả báo muôn đời sao? Lúc sao cũng khổ hết. Tại sao mình thương người ta sao mà mình khổ dữ vậy ta? Mà chẳng những khổ kiếp này mà kiếp sau khổ nữa. Cho nên cái bài này rất là hay. Cho nên vì vậy cái phúc hành là nói đến cái thiện dục giới và thiện sắc giới. Cái phi phúc hành là nói về tâm bất thiện, là có người họ có xu hướng sống về tâm bất thiện không? Mà mình có chánh niệm, mình học cái này mình thấy hình như là mình sống trong bất thiện không nữa gì đó. Thấy rõ, nếu ban ngày mình sống hoàn toàn với trong bất thiện, mình làm điều xuất phát từ tham sân không, chứ khó khi nào mình làm với xuất phát từ cái trong từ bi lắm.
Tại vì cái tâm từ á, định nghĩa là tâm chẳng sân si, thì mới là tâm từ. Mà có khi nào mình làm cho cái tâm hiểu này lắm, tâm này tâm tịnh hảo, dục giới mà tịnh hảo. Mình đa phần làm việc với tâm dục giới vô tịnh hảo, tức là mình cũng thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh gì, cảnh xúc, mà là vô tịnh hảo. Cho nên sư bá nói rằng đó là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn dung dánh kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng tỏ vẻ ngọt ngào, mà lòng đầy bên đau, hại người bằng tâm bất thiện, quả báo muôn đời sau. Cho nên mình học ở đây mình thấy hàng ngày chúng ta đa phần sống với phi phúc, phi phúc hạnh, ít có sống với phúc hạnh. Còn cái tâm thiền vô sắc này là bất động hạnh. Thì tại sao quý vị thấy là đây là thiền sắc giới, đây là thiền vô sắc giới, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô trụ xứ, và phi tưởng, phi tưởng xứ. Đây là những cái tâm của những vị chứng đắc thiền mà chúng gọi là hiệp hiệp thế. Vì sao? Vì đây là tâm dục giới thì đưa chúng sanh sanh về cõi dục, tâm sắc giới đưa chúng sanh sanh về cõi sắc, tâm vô sắc giới đưa chúng sanh sanh về cõi vô sắc. Mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều nằm trong tam giới. Mà tam giới thì như quả trạch, mà quả trạch thì lúc nào nó cũng khổ. Thì thí dụ mà quả trạch là gì? Là cái ngôi nhà cháy. Nghe cho kỹ, khi cái nhà cháy rồi thì mình ở đâu nó cũng chết, mình chạy vô cái luân nước cũng chết. Thí dụ mình chạy về này, mình tưởng là ngon này, lạnh mát, nhưng mà họ chết. Rồi mình chạy ra nhà trên cũng chết, mình chạy xuống nhà bếp cũng chết. Cho nên ba cái nhà này, nhà dục giới, nhà sắc giới, nhà vô sắc giới này, thì là Đức Phật nói như là quả trạch nó đang cháy. Mình đang ở trong căn nhà đó, mình nghĩ thôi chui vô cái luân nước rồi chắc ăn, nhưng chút xíu nữa cái luân nước nó sâu rồi nó chín mình luôn, mình cũng chết. Phải không nè? Chứ không phải chui vô luân mình sống đâu, cũng chết. Cho nên đây là ba ngôi nhà gọi là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba ngôi nhà này đều là quả. Mình học thì mình mới biết, còn nếu mình không học mình không biết. Mình tưởng được chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là ngon lành rồi, nhưng thực chất ra mình đang ở trong ngôi nhà đá lá cháy. Mình chui vô cái luân nước, mình lầm tưởng rằng là vô đây mình sẽ sống, nhưng mà cuối cùng chết ở nhà bếp cũng là chết, chết ở nhà trên cũng là chết, mà chết trong luân nước cũng là chết. Mà mỗi cái chết nó khác nhau thôi. Cái ông chết nhà bếp thì ông đem thui lù lù luôn, cái ông chết nhà trên thì ông còn chút xíu thịt, còn cái ông chết luân nước là thôi luôn, luộc chết chết luộc. À như vậy thì nằm ở trong đây điều chết. Vì Đức Phật ngày ra đời ngày dạy chúng ta mấy câu nè, cái tôn chỉ mà rốt ráo nhất của đạo Phật mà chúng ta thường học đó là gì? Chư ác mạt chúng thiện tự tịnh kỷ thị chư Phật. Như vậy thì ngày dạy chúng ta ba câu đúng không? Thứ nhất là không làm các điều là không sống bằng tâm bất thiện, nó dục giới vô tịnh tịnh hảo, thấy không? Làm các điều lành là gì? Dục giới tịnh hảo, đúng không? Bây giờ phải giữ tâm cho trong, trong sạch. Đó. Thì tâm trong sạch này á, là nó phải từ cái tâm này nó mới lấy cái tâm này. Cho nên bây giờ chúng ta mở rộng ra cái vấn đề này chút. Ví dụ như không làm cái việc ác thì đời sau ra mình không có trải nghiệm, phải không nè? Không có dương ác được. Mình làm các việc lành thì đời sau sinh ra mình được hưởng hưởng phước. Thì cho dù trả nghiệp hay hưởng phước nó cũng nằm ở trong tam giới. Mà tam giới thì sao? Vô thường, phải không? Khổ não vô ngã. Thí dụ mình nhìn ra cái lá cây thì mình thấy cái lá xanh thì mình thấy nó tốt hơn lá vàng. Nhìn cho con người thì thấy người có phước thì hơn người không phước. Nhưng mà lá xanh hay lá vàng cũng là mà hãy là lá thì phải rụng. Còn người có phước và người không phước thì cũng phải chết. Người đẹp hay người xấu gì rồi cũng phải chết. Người giàu hay người nghèo gì rồi cũng hết. Chết bỏ đi là hết, phải không nè? Cho nên mình thì bây giờ mình cứ ham là người giàu, mình ham là người đẹp, mình ham cái lá xanh hơn lá vàng. Cuộc đời của mình bây giờ mình tìm cái đó, mình tìm cái lá xanh, mình tìm cái người đẹp, mình tìm cái người giàu,
phước, không? Nhưng mà rồi phước hay không phước, sanh hay vàng đều vô thường. Mà cái nào vô thường thì cái đó khổ, mà cái nào khổ thì cái đó vô. Đó, mình học chiêu pháp mình học cái đó đó. Thấy nó sâu không? Nó sâu hơn đang chút, phải không nè? Tức là bây giờ mình nói như vậy không có nghĩa là mình không làm thiện, mình vẫn làm thiện. Vì giữa cái thiện và cái ác thì mình chọn cái thiện, thấy không? Mà giữa cái thiện dính mắc và thiện không dính mắc thì mình chọn cái thiện không dính, không dính mắc. Đó, bước là một bước cao hơn, là giữ tâm cho thánh, thanh tịnh. Mình làm sao đạt đến mức độ là có không còn mắc chẳng bằng lòng, được không? Khó lắm. Cố gắng không? Có không còn mắc chẳng bằng lòng, mà đừng có bằng lòng nữa. Yêu ghét hơn thua chẳng nóng trong. Biết định như vậy đi. Thì bà muốn để mình ra khỏi cái tâm giới. Mình phải đến cái siêu thế này nè. Mình phải dùng cái tâm này nè. Thì nó mới vượt ra khỏi cái đó. Còn nằm trong cái tâm này cho dù cỡ nào, chạy vô cái lu nước cũng chết. Nhớ nghe. Thậm chí vô cái tủ lạnh cũng chết luôn. Đó, không muốn chết dưới nhà bếp, cũng không muốn chết trên nhà trên, mà cũng không muốn chết trong cái lu nước. Ha. Để tam giới như quả trời thì cái nhà đang cháy đúng không? Thì mình ở trong cái nhà đó thì mình sẽ chết bằng cách nào đó. Ở nhà bếp thì chết trước, đúng không? Các nhà trên chết sao? Còn các lu nước chết lâu một chút. Tại vì nước nóng thì nó mới chết. Thì đó, nói hôm nay là chúng ta học A Tỳ Đàm. Nãy chúng tôi nói hết nửa giờ đồng hồ về cái vấn đề này. À, để chúng ta hiểu được cái giá trị của chúng ta học cái này.